Chào mừng các bạn đã đến với thủ thuật tin học. Thì hôm nay thủ thuật tin học xin dẫn các bạn cách để mà phản chiếu màn hình chiếu màn hình của điện thoại iPhone lên cái TV của mình. Đây là Smart TV của LG ha, sử dụng hệ điều hành WebOS. Các bạn lưu ý là cả điện thoại và TV phải sử dụng chung một cái mạng Wi-Fi thì mình có thể phản chiếu được cái màn hình từ điện thoại lên TV được ha. Rồi, đầu tiên thì các bạn trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vuốt từ dưới lên ha để mở menu điều khiển ha. Rồi sau đó các bạn chọn biểu tượng và biểu tượng phản chiếu màn hình ha. Có biểu tượng có hai màn hình đó, hoặc là hai hai còn gọi là biểu tượng A Play ha. Rồi ok, thì lúc này nó sẽ hiện ra các cái TV mà chung sử dụng chung cái wifi với điện thoại của các bạn ha. Rồi sau đó các bạn chọn cái tên TV còn muốn kết nối. Rồi nó yêu cầu các bạn phải nhập mã A Play lên. Thì mình sẽ nhập cái mã A Play hiện trên TV nhập vào trên điện thoại của mình ha. Đây, cái số 8770 ha, bốn số. Đây, đó là cái mã A Play của mình ha, mình sẽ nhập vào trong điện thoại của mình. Rồi 8770. Rồi sau đó chọn OK. Rồi lúc này thì điện thoại của mình nó sẽ tiến hành kết nối với TV ha. Rồi nó là phản chiếu được màn hình từ điện thoại lên TV ha. Đó. Thế như mình đã phản chiếu được màn hình từ điện thoại lên TV dễ dàng. Rồi bây giờ thì trên TV nó đã hiển thị đúng như cái màn hình điện thoại của mình ha. Rồi, nó sẽ hiển thị giống như cái màn hình điện thoại của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở những cái ứng dụng ở trên điện thoại nha. Ví dụ mình sẽ mở YouTube chẳng hạn. Rồi trên điện thoại mình sẽ mở YouTube. Thì lúc này trên TV nó cũng sẽ phát cái video mà mình mở trên điện thoại nha. Đó. Ngoài ra mình còn có thể điều khiển nha. Tắt màn hình điện thoại thì trên TV nó vẫn phát bình thường nha các bạn. Đó. Và các bạn cũng có thể sử dụng là nó vẫn phát video bình thường. Rồi. Ngoài ra thì các bạn còn có thể bật tắt video ở trên thay màn hình chờ của điện thoại nè, trên màn hình chờ điện thoại mình cũng có thể bật tắt video. Rồi ok. Tương tự các bạn cũng có thể mở những cái video khác ha. Thì trên TV nó cũng sẽ hiển thị theo giống như là trên điện thoại của mình. Rồi mình sẽ mở những ứng dụng khác thì nó cũng trên TV nó cũng sẽ hiển thị theo ha, và tốc độ trễ nó rất là thấp ha, rất là nhanh. Rồi ok, để thoát khỏi chế độ phản chiếu màn hình, để dừng phản chiếu màn hình thì các bạn bấm vào chỗ phản chiếu màn hình như lúc đầu ha, các bạn sẽ chọn dừng phản chiếu. Đó, thì lúc này nó sẽ ngắt kết nối với TV. Nào, điện thoại của mình sẽ ngắt kết nối với TV ha. Rồi ok, đây mình xin kết thúc của tại đây. Cảm ơn các bạn đã chưa theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thu Kinh Học để không bỏ lỡ video mới nhất từ Thu Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.